Rồi chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì Bin Bin nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trò chơi là bơm bơm bóng bay thật game. Hôm nay chúng ta lại bơm những cái con gì vậy Cu Lì Bin Bin? Anh Cu Lì ta bơm bơm bóng thỏ nha các em. Sau rồi bơm bong bóng siêu nhân kiếm nè, siêu nhỏ nè, khủng long nè, rất là nhiều con luôn. Rồi để cho anh cô liều bơm bơm bóng thỏ ra sao nha. Mạnh lên sợ nó xì hơi sao vậy, cứ bơm mạnh lên tự động ra nó. Lì người ta vẫn đang bơm cái bong bóng gì nhìn thấy lạ không các em, nó nhỏ nhưng mà dài nha, rất là đâu đây đây coi. Đây cơ, dỡ bông cái căng lên xíu. Có bầu quá. Nó bị đất à. Rồi đúng rồi đó. Khó lại thôi. Tại do con không bầm đây đi. Rồi, hôm nay anh cô đề tới đâm bên luôn. Con thỏ nè các em. Con thỏ nó rất là dài nè. Cái dài tới gần 1 mét nè, 1 mét mấy luôn nè. Đó, con thỏ. Đó, nó màu xanh nè các em, màu xanh màu trắng lại. Chưa anh có lẽ ta đã bơm được một quả bóng bóng siêu nhân nhện nữa các em, à, siêu kiếm nữa các em, siêu kiếm màu đỏ nè, à, rất là đẹp luôn nha. Quả bong bóng bay hình khủng long này các em, khủng long lai cá sấu á, em trông rất là dữ luôn em ơi. Giỏi ta, bơm được một quả bong bóng hình hình chú khủng long rồi. Ồ. Khủng long này các em, khủng long này lai cái xấu này nè, trong rất là dữ nè. Bóp đây nó kêu. Thấy chú khủng long này đẹp không?
Bữa nay người ta bao nhiêu quen nên là bông khó. Ăn cho nhiều vô mà bông không nổi, ăn cho lắm vào một nồi. Nhân béo như vậy hiểu của liền và bị xấu. Được rồi, căng có nổi vậy. Được rồi, căng rồi, căng quá nó bẻ bụng thế, nó căng là được rồi. Anh có lẽ ta đã bơm được một quả bóng siêu nhện nữa các em. Cái này bắt đầu nó kêu nữa, cái hơi nhỏ anh siêu nhện.